Ok, hello, xin chào em nhé. Chào mừng em quay trở lại với kênh Chuyên Fun. Thì cách đây 3 ngày trước ấy, mình có làm cho em một cái video mà nhận định cái xu hướng của thằng Bitcoin và thằng Ethereum đúng không anh em? Thì cái lúc đó ấy, là cái đồng Bitcoin, giá của một Bitcoin đó là rơi khoảng tầm 64.000 đô em ạ. Thì từ cái hôm đó cho tới nay ý, thì Bitcoin đã lập đỉnh mới và đã tiệm cận đến cái mốc mà all time high của nó là 69.000 em nhá. Và nếu mà tính theo cái trang CNBC này thì thời điểm hiện tại lúc này mình đang làm video ấy, lúc này nó đang là khoảng 66.700 đô cho một đồng Bitcoin em nhá, và Ethereum là khoảng tiệm cận là 3.800. Ok anh em, XRP là 0.63 đô cho một đồng, Litecoin là 85 và Bitcoin Cash là 410 đô cho một đồng Bitcoin. Ok, thì đấy là một số những cái đồng mà vốn hóa lớn ở trong thị trường tiền điện tử em nhá, và chủ yếu là anh em đang tập trung quan tâm nhất là Bitcoin và Ethereum phải không anh em? Ok, thì hôm nay á mình sẽ làm cái video này để mình sẽ update lại, cập nhật cho anh em những cái diễn biến giá mà trong vài ngày qua Bitcoin nó có dòng tiền nó bơm vào trong thị trường, dẫn đến việc là Bitcoin nó đang là nó tăng phi mã anh em nhá. Ok, thì trước tiên vào biểu đồ ấy, thì mình sẽ xem qua những cái tin tức vĩ mô và thông tin on chain để cho anh em có thể là dễ nắm bắt được. Ok anh em. Rồi thì điểm qua cái trang CoinGecko một chút thì em để này, cái vốn hóa lúc này thị trường nó rơi vào tầm hơn 2.600 tỷ đô em nhá, và Bitcoin nó chiếm khoảng tầm 1.300 tỷ, thì nó cũng chiếm khoảng 50% cái market cap vốn hóa của thị trường thôi em ạ. Và tiếp theo vẫn là Ethereum và USDT, BNB, Sol, Lido này, XRP, Ripple này, USDC, ADA này, Dogecoin, Shiba Inu và Avax. Ok, và 13 là Polkadot, 4 là Tron. Ok, thì đúng lại là gì? Là Bitcoin và Ethereum nó vẫn là hai cái đồng nó đang dẫn đầu, và nó đang là hai cái đồng gọi là key chiều, gọi là hai cái đồng nó chiếm vốn hóa nhiều nhất của thị trường em nhá. Ok, nó sẽ rơi xuống một cái thì nó lập tức là giá nó sẽ băm băm theo cái của Bitcoin này. Ok, đồng ý không? Theo cái altcoin ấy, ý mình nói là vậy. Rồi thì cái giá hiện tại của nó đang là 66.800 đô anh em, và cái volume giao dịch rơi khoảng tầm 61 tỷ đô trong vòng 24 giờ qua em nha. Và trong vòng 24 giờ thì nó có điều chỉnh một chút đây này, giảm 0.7%, và trong cả một tuần qua thì tăng 6.6. Ok anh em. Rồi thằng Ethereum thì hôm nay nó cả một tuần ra qua, một tuần qua thì tăng gần 10%, 9.6% này, và 24 giờ điều chỉnh 1.3. Ok anh em. Đấy, còn các cái volume giao dịch của nó thì anh em có thể chơi future ấy, thì anh em có thể là quan tâm đến cái volume của lượng giao dịch của nó, còn đâu anh em mà hold spot thì không quan tâm lắm em nhá. Rồi thì đấy là cái trang một số điểm tin qua một chút. Còn bây sang tiếp cái trang Crystal Bubble này, thì nếu mà so với cả đồng USDT thì một ngày qua ấy thì anh em thấy đấy không, khi mà Bitcoin nó có một điều chỉnh, nó gần tiệm cận đến cái đỉnh 69.000 đô ấy, thì sẽ có một điều chỉnh, và dòng tiền lúc này nó sẽ quan tâm đổ vào altcoin và những cái đồng tăng trưởng, có thể là mấy đồng NEAR này, đồng FET này, đồng AR này đúng không? Ok, mấy cái đồng mà theo mình thì anh em nào mà giỏi về phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, mà các cái anh em hay tìm các dự án ấy, các cái công nghệ của cái đồng altcoin, anh em có thể gọi là đại cát tìm vàng đúng không anh em, thì anh em có thể là mua được những vùng giá tốt, và anh em đợi hold lên mùa uptrend năm nay, và anh em có thể là những cái con này có thể là ít khá lần đúng không anh em, tại vì market cap vốn hóa nó còn nhỏ. Thì nếu anh em tìm được cái gọi là vàng thật sự nha, vàng đúng nghĩa, thì có thể là anh em ít tài khoản khá là nhiều. Nhưng mà ngược lại, với những anh em nào mà chẳng may mà anh em tìm những gọi là các cái đồng shitcoin đúng không, thì có thể là anh em bị chia tài khoản khá khá nhiều, mặc dù nó đang vào một uptrend, hoặc là thậm chí nó không tăng trưởng, là chuyện hết sức bình thường đối với khi anh em đã chấp nhận là đầu tư vào altcoin. Ok, còn như mình á, ở cái kênh này của mình chủ yếu là mình tập trung vào loại tài sản mà nó có cái tính an toàn nhất, và nó có thể gọi là ít rủi ro nhất, là Bitcoin và Ethereum là hai cái đồng mà mình quan tâm nhất cho đến thời điểm hiện tại ở trong cái thị trường
cryptocurrency này. Ok anh em nhá. Còn nếu mà so với Bitcoin ấy, thì em để ý này, Bitcoin thì qua tiện tăng trưởng so với một ngày qua thì nó cũng so với Bitcoin thì các cái đồng altcoin này nó cũng tăng trưởng khá, đúng không anh em, đúng không? Đấy, nó cũng không có cái tựa cái dòng tiền mà khi người ta đã FOMO ra đổ vào Bitcoin là gần đạt đỉnh ATH rồi thì có thể là Bitcoin đang điều chỉnh và dòng tiền tiếp theo nó sẽ đổ vào altcoin đến lượt là sẽ tăng trưởng em nhá. Ok rồi thì cái tiếp theo đến các cái gọi là cái rank, cái hạng của các cái loại tài sản ở trên thị trường em thì này, thì em có thể ý nhá là top 10 loại tài sản của chúng ta bao gồm cả hàng hóa và cổ phiếu thì chúng ta sẽ vẫn luôn đầu là vàng, đúng không, và sau đó Microsoft của Bill Gates sáng lập ngày xưa, đúng không? Ok, và Apple này, Nvidia này, sau đi Aramco, công ty lọc dầu của Ả Rập Xê Út này, Amazon này, Google Alphabet và bạc, và thị trường Bitcoin chúng ta đang cạnh nhau vị trí thứ 9 và vị trí thứ 10 so với cái cổ phiếu của Meta, Platform, Facebook của Mark Zuckerberg ấy, Mark Swan ấy. Ok anh em, và 11 chúng ta thì vẫn yên vị, đó là Berkshire Hathaway của Warren Buffett thì vẫn ở 11 thôi. Và mấy ngày nay khi có dòng tiền nó đẩy vào trong thị trường ấy thì Bitcoin của chúng ta liên tục đổi vị trí cho cổ phiếu của Facebook này em nhá, cái vốn hóa nó sẽ liên tục thay đổi. Và thậm chí là mấy cái ngày trước lúc Bitcoin gần tiếp cận ATH ấy, thì gần đạt gần 69.000 đô, 68.000 mấy trăm đấy, thì có thể là gì, là Bitcoin gần tiệm cận cái vốn hóa của bạc và thậm chí gần có thể vượt qua rồi. Nhưng mà mấy hôm nay sẽ có những điều chỉnh rồi thì có thể là vốn hóa, dòng tiền nó đi ra thì vốn hóa nó bị tụt xuống em nhá. Ok rồi thì đấy là một số cái loại tài sản trong cái top 10 tài sản mà anh em nên nắm giữ, lên đầu tư trên thế giới. Ok anh em. Rồi thì bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đến một cái loại nữa là gì, là trên cái bảng này chính là những cái quỹ Bitcoin Spot ETF mà ở trên phố Wall ấy, họ đang tích cực là mua vào Bitcoin để họ phát hành cái chứng chỉ quỹ ETF em nhá, qua dạng chứng khoán. Là gì ở đây ý? Có nghĩa là tính đến cái thời điểm ngày hôm nay ngày mùng 6, tức là bên cái giờ này chính là giờ, nó vẫn tính theo giờ địa phương, giờ bên Hoa Kỳ nó vẫn ở, anh em ở Việt Nam thì đang là bước sang ngày thứ 7 đúng không? Còn như ở Hoa Kỳ thì hôm nay mình đóng phiên ngày thứ 6 đây em ạ, thì cái dòng tiền tổng kết lại này của ngày hôm nay này thì chỉ có một cái quỹ mà GBTC của Grayscale đúng không? Nó đang tích cực nó xả hàng ra em nhá. Còn tóm lại là tuần này quỹ 2, 4, 6, 8, 9 quỹ này. Quỹ đầu tiên IBIT là của BlackRock này em này. Ok, cái quỹ này nó tích cực nó mua gom lại thì cái dòng tiền tổng kết lại, anh em mới cộng tổng cái này và trừ đi loại này thì dòng tiền chúng ta vẫn có dòng tiền dương, không phải dòng tiền âm anh em, trừ cái hôm mùng 1 đây này. Hôm 1 tháng 3 vừa rồi ấy, thì chúng ta sẽ có một cái dòng tiền âm, tức là cái dòng tiền bị thoát ra khỏi thị trường này em nhá. Ok, kể từ lúc mà Bitcoin Spot ETF được phê duyệt đấy. Rồi thì đấy là một số cái nhận định về cái hướng vĩ mô mà cái thằng Bitcoin này nó có thể đạt tới. Và em thấy yên tâm là gì, các mặc dù là chúng ta đã đặt cái tiệm cận cái mức đỉnh ATH là 69.000 đô đúng không, nhưng mà cái dòng tiền, cái lực mua của các cái quỹ ở phố Wall này, quỹ đầu tư tài chính, các cái công ty quản lý quỹ này, nó vẫn đang là dòng tiền dương và lực mua tích cực, người ta vẫn đang cố gắng, người ta đang cố gắng gom vào để người ta có thể phát hành thật là nhiều cái chứng chỉ quỹ để cho những cái nhà đầu tư mà người ta không thực sự người ta muốn nắm giữ trực tiếp Bitcoin, người ta sẽ nắm giữ qua thông qua cái hình thức là cổ phiếu, cổ phần em nhá, thì người ta sẽ mua theo dưới dạng này. Còn như anh em mua trên sàn Binance, sàn OKX, sàn Coinbase thì anh em sẽ mua trực tiếp và anh có thể nắm giữ, một là trên ví sàn, hai là trên ví nóng chẳng hạn như ví MetaMask, và ba là anh em có thể mua thêm một loại ví lạnh, đó là ví như kiểu ví Trezor hay là ví Ledger Nano ấy, đúng anh em. Thì có thể là hai cái dạng đấy, một là anh em nắm giữ trực tiếp, hai là em nắm giữ gián tiếp, thì thông qua các quỹ, các cái công ty quản lý quỹ này. Ok anh em, và hàng năm họ sẽ thu các phí quản lý quỹ 0,5 cho đến 1% so với tổng cái lượng tài sản mà quỹ này nó đang quản lý. Ok, thì anh em nào mà muốn
Muốn theo dõi, muốn xem cụ thể hiểu như nào thì em có thể Google search thêm. Còn nên là total là tổng cộng của cái dòng tiền nên nó đang khoảng tầm hơn 8.000 gần 9.000 tỷ đô này, của tổng cộng tất cả dòng tiền vào đổ vào cái này em nhá. Và average là lượng trung bình này, đầu tính trung bình cộng á, và maximum và minimum tức là cái ngày của khối lượng cái dòng tiền vào cao nhất và ngày dòng tiền thoát ra nhỏ nhất, thấp nhất là gì, đúng không em? Thì là cái ngày mà 673 triệu đô vào này, tức là ngày lớn nhất này, thì có phải là cái ngày này em thấy không, cái ngày 28 tháng 2 rồi này, 673 triệu đô dòng tiền dương vào này, và cái ngày dòng tiền nó thoát ra nhiều nhất là có thể là từ những cái tháng trước anh em nhá. Ở đây là tổng kết từ cái tháng, từ cái ngày 19 tháng 2 cho đến thời điểm tại ngày 6 tháng 3. Giờ này là giờ tính theo giờ địa phương, giờ ở bên Hoa Kỳ em nhá. Ok, còn anh em ở Việt Nam thì chúng ta đã bước sang ngày thứ 7 rồi. Ok nhá. Đó. Rồi, tiếp theo thì ở đây chúng ta có gì này? Thì anh em có thể để ý một chút là trên cái bảng này á, chúng ta có thống kê của những cái công ty này, những cái tổ chức hay là những cái quỹ, những cái fund, tức là những cái quỹ Bitcoin Spot ETF này, hay là những cái hợp đồng thông minh. Đây là gọi là qua cái cầu nối của Ethereum, của dạng Bitcoin Swap ấy, hoặc là một số công ty private company này, từ công ty tư nhân, hoặc là những cái chính phủ đang nắm giữ Bitcoin em nhá. Và cái lượng Bitcoin của một số công ty chính phủ họ đang nắm giữ thì em để ý này, quan tâm nhất ở đây có thể là nhìn các cái chính phủ đang hiện tại người ta đang nắm giữ bao nhiêu Bitcoin, đúng không, bao nhiêu phần trăm cái lượng tiền vào đây này. Thì em để đầu tiên nó vẫn là United States, tức là Hoa Kỳ, đúng không, sau đó là China là Trung Quốc, và thứ ba là United Kingdom là Vương quốc Anh, thứ bốn là Đức, thứ năm là Ukraine, đúng không, và thứ sáu anh em biết cái nước này là nước nào không, chính là El Salvador, tức là một quốc gia nó nằm ở cái vùng Trung Nam Mỹ thì phải, nếu mà mình không nhầm. Đây cái thì El Salvador đây. Thì đây là tổng thống của El Salvador. Ông này tên là Nayib Bukele, đúng không? Cái tên thì mình đọc có thể là không được chuẩn lắm, nhưng mà ông này cách đây khoảng 2020 ông ấy bắt đầu tham gia vào thị trường. Nếu mình không nhầm ấy, thì ông ấy dùng cái tiền ngân sách của tiền thuế của dân ấy, ông ấy đầu tư vào Bitcoin, và lúc đấy là Bitcoin nó kiểu là nó chuẩn bị đang đu đỉnh hay gì đấy, và bắt đầu nó cũng đi điều chỉnh và nó bị thâm hụt vào. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì em có thể để ý này, cái thời điểm hiện tại cái quốc gia El Salvador này, cái dòng tiền vào nó đang là 107 triệu đô em nhá. Nhưng mà ấy, cái thời điểm tại khi giá Bitcoin nó thời điểm tại là bây giờ là gần 67.000 đồng, thì nó hiện tại đang lãi khoảng tầm tổng, tức là chỗ này là tổng tài sản, tức là cái số tiền mà lúc chưa chốt lời, đúng không, thì có thể là nó đang lãi khoảng tầm 52 triệu đô tính thời điểm hiện tại nếu El Salvador nó đang nắm giữ em nhá. Và thứ tư thì là Bhutan này, Bhutan Phật Quốc ấy. Ok, Bhutan nhìn thấy là cũng đang đào Bitcoin và cũng đang tích cực nắm giữ Bitcoin hơi bị nhiều anh em nhá. Tiếp theo là Venezuela ấy, và thứ sáu là Phần Lan này, Georgia này, Bulgaria. Thế đây là tất tật những cái chính phủ mà ở trên thế giới họ đang nắm giữ Bitcoin em nhá, còn không tính những các dưới đây chỉ là các cái chính phủ mà nắm giữ lượng Bitcoin khá nhiều. Em có thể để ý dưới bên dưới cái bảng dưới này. Đây. Em để ý này. Bên trên đây chỉ là public company, tức là công ty cổ phần, tức là công ty này, công ty trên sàn chứng khoán đang nắm giữ Bitcoin. Thì cái công ty lớn nhất mà đang nắm giữ khoảng 193.000 BTC Bitcoin ấy, nó chính là công ty MicroStrategy của MicroStrategy đây. Đây là CEO của cái công ty đấy em nhá. Ông này cũng tích cực mua Bitcoin khá là ác em ạ. Thì cái công ty này là một cái công ty cổ phần về công nghệ, thì cái cổ phiếu của nó cũng phát hành dưới dạng giống như một quỹ Bitcoin ETF ấy. Thì những cái người nào người ta đầu tư, không đầu tư mua cổ phần công ty này, thì cũng được gọi là đầu tư gián tiếp vào Bitcoin anh em nhá, người ta nắm giữ cổ phần mà. Ok, còn tiếp theo là private company, tức là cái công ty tư nhân, thì ở đây sẽ vào Block One hay là sàn Mt. Gox. Cái sàn này năm 2013 hay gì nó bị sập, và nó vẫn nắm giữ khoảng 141.000 BTC, và nó vẫn chưa trả Bitcoin cho người dùng anh em nhá. Anh em nào mà tham gia từ 2013 ấy mà bị sập cái sàn này thì có thể là
đối với mình nghĩ là cái Bisco 2013 thì một số anh em ở Việt Nam thì cũng khá là mới đúng không? Nhưng mà anh em nào mà sống ở châu Âu hoặc là sống ở Hoa Kỳ thì có thể là anh em đã tham gia và biết đến sàn này rồi, và thậm chí có thể là nạn nhân của cái sàn này em nhá. Và sàn này là một trong những sàn nó bị sập và nó vẫn chưa trả anh em đâu anh em ạ. Ok, đấy thì đây là một số cái công ty tư nhân, thì nó không phải là cái công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, thì nó vẫn là cái lượng tài sản nó vẫn đang nắm giữ khoảng 141.000 BTC. Ok anh em. Và tiếp theo là các cái quỹ ETF. Thì ở đây chúng ta có Grayscale này, Bitcoin Trust đúng không? Hay là iShares Bitcoin Trust của đây em để như này. iBits tức là của BlackRock, còn đâu ARKB tức là của AK Invest của nữ chùm đầu tư của Cathie Wood đây đúng không anh em? Ok. Có thể anh em sẽ tìm hiểu một số các cái tên quỹ này, đây là viết tắt, đây là cái mã, cái này nó chỉ là cái mã cổ phiếu, mã chứng chỉ quỹ của người ta thôi anh em ạ. Anh em có thể đầu tư và anh em tìm hiểu thêm lên khoảng 2, 4, 6, 8, 9 quỹ hiện tại em nhá. Ok, đồng ý không? Cái thằng Grayscale, cái thằng GBTC này nó đang, tại sao nó bán bán liên tục này, tại vì cần là nó phát hành cái quỹ này nó có từ lâu đời rồi, từ 2012 2013 rồi, nhưng mà cái phí quản lý quỹ nó cao quá nên cho nên là cái người dùng người ta đầu tư và người ta bán, chứ không phải quỹ để bán em nhá, thì bắt buộc dòng người ta bán cổ phần cổ phiếu thì bắt buộc quỹ này nó phải bán Bitcoin thôi, để nó có tiền thì nó trả lại. Ok anh em, thì đấy là một số quỹ. Và em để này, cái DeFi tức là cái câu nối, cái tờ Wrapped BTC tờ BTC bọc này, nó sẽ liên quan đến cái giao thức là bên trên mạng lưới Ethereum, là có thể là một đồng Wrapped BTC tương đương với cả một BTC hiện tại, và nó có thể giao dịch cho nhau qua các cái mạng lưới, ví dụ Ethereum hay là TRC20, ERC20, ok, hay là BNB, BEP20 đấy, qua các mạng lưới đấy anh em có thể là anh em giao dịch nhiều anh em có thể biết đúng không anh em. Còn bên đây chính là các chính phủ mà họ đang nắm giữ này, thì hiện tại này Mỹ, Hoa Kỳ họ đang nắm giữ khoảng 215 Bitcoin, Trung Quốc khoảng là 190.000, Vương quốc Anh khoảng 61.000, Đức khoảng 50.000, và Ukraine là khoảng hơn 46.000 BTC anh em nhé. Thì có thể đây là một số những cái chính phủ mà họ đang nắm giữ nhiều Bitcoin nhất, và trên đây cái trang này họ thống kê lại. Thì anh phải hiểu là gì, là nếu mà coi cái Bitcoin này nó là cái tổng cung của nó ấy, tổng cung của nó thì total supply này thì có 21 triệu trên cái white paper mà Nakamoto Satoshi Satoshi Nakamoto họ ông đấy viết đúng không, và ông bảo là tổng cung là 21 triệu Bitcoin thôi, và cái thời điểm đào được hiện tại là hơn 19,6 triệu của Bitcoin đúng không anh em. Thì nếu mà tính như vậy thì nguyên Satoshi ấy, ông ấy đã nắm giữ khoảng tầm 1,1 triệu Bitcoin rồi. Còn không tính đến những cái tài khoản địa chỉ ví mà của một số người dùng có thể họ bị mất khóa cá nhân, tức là họ mất cái private key mà 24 ký tự đấy. Thì hoặc là một số người ta nắm giữ và người ta đã qua đời rồi, thì có thể là cái lượng Bitcoin đấy nó sẽ không được di chuyển nữa và nó sẽ nằm mãi mãi ở các cái trong cái địa chỉ ví đấy thôi. Thì có thể là gì, người ta ước tính là tổng cộng tất tần tật cả 1,1 triệu cái Bitcoin của Satoshi cộng với cả những cái địa chỉ ví bị mất khóa cá nhân và những người đã qua đời rồi không di chuyển nữa, thì rơi khoảng tầm 4 triệu Bitcoin sẽ không được mua bán trên mạng lưới nữa anh em ạ. Và có thể cái số thực sự còn lại của nó chỉ rơi vào khoảng tầm 17 triệu hơn, tức là 21 triệu trừ khoảng 4 triệu thì hơn rơi khoảng tầm 17 triệu đồng Bitcoin thực sự là sẽ hoạt động anh em nhá. Còn nó tóm lại chúng ta sẽ bị hao hụt hiệu suất là khoảng 4 triệu đồng. Ok, 4 triệu BTC là sẽ mãi mãi nằm yên vĩnh viễn tại chỗ, sẽ không có di chuyển, không có mang ra giao dịch mua bán. Ok anh em, cho nên là gì? Là cái tổng cung này nó sẽ càng ngày nó sẽ càng giới hạn, và sau khoảng tầm hơn 50 ngày nữa sẽ có hiện tượng Bitcoin halving, tức là cái lạm phát Bitcoin sẽ bị chia đôi, sẽ bị phân nửa ấy anh em ạ. Là gì? Là khi các thợ đào, các miner họ đào ra một block, họ xác nhận được một block thì họ sẽ được thay vì là bây giờ hình như là 6,5 Bitcoin cho một block thì bây giờ họ sẽ bị chia đôi ra thành 3,25 cho một block cho một BTC anh em ạ. À, cho một block là 3,25 BTC cho một cái khối họ đào ra đấy anh em.
thì có nghĩa là gì? Là cái nguồn cung Bitcoin hàng càng ngày nó sẽ càng hiếm đi anh em nhá. Và khi mà nguồn cung Bitcoin hàng càng ngày càng hiếm và cái nguồn cầu, cái nhu cầu từ các cái chính phủ cho đến những cái quỹ hay là những cái nguồn công ty ở Phú Quân họ có muốn đang có nhu cầu đang săn Bitcoin như thế, thì có nghĩa là giá Bitcoin nó sẽ càng ngày nó sẽ càng, mình nghĩ là càng ngày nó sẽ càng đẩy mạnh lên anh em ạ. Tại vì nguồn cung chúng ta chỉ có giới hạn thôi em nhá, nhưng nguồn cầu thì nó sẽ là vô hạn, gần như là vô hạn. Tại vì Bitcoin nếu mà tính ra ấy, nó sẽ là một trong những loại tài sản mà người ta sẽ ước tính nó sẽ đạt, nó sẽ tiếp cận cái vốn hóa của vàng. Em để ý này, cái market cap, cái vốn hóa của vàng nó rơi khoảng tầm 14,5 nghìn tỷ đô em nhá. Còn Bitcoin bây giờ mới có khoảng 1,3 nghìn tỷ, tức là gì, hôm trước chia nhau nó rơi khoảng tầm 7,5 lần. Tức là khi người ta ước tính là Bitcoin trong vòng không biết bao nhiêu năm nữa là đến 2045 thì phải, là Bitcoin, cái vốn hóa Bitcoin nó sẽ tiếp cận cái vốn hóa của vàng, và lúc đấy Bitcoin nó sẽ đạt đến cái con mốc là có thể 1 triệu đô cho một Bitcoin, là điều hoàn toàn có thể khả thi anh em nhá. Đấy, thì đấy là cái phân tích mà có thể là anh em có thể nắm bắt được qua một chút về Bitcoin. Ok, đồng ý không? Rồi thì tiếp theo này, chúng ta sẽ đi vào phần biểu đồ, phần chart em nhá. Phần chart thì đây, em ý này, cái thằng Bitcoin ấy là gì? Nếu mà xét với cái khung 2 tuần này của nó em nhá, thì cái thời điểm hiện tại mình làm video là 66.800, gần sấp xỉ 67.000 em nhá. Và cái đỉnh này của nó tiệm cận là 69.000, gần hơn 69.000 một chút thôi em ạ. Ok, thì cái xu hướng ngày của nó này, cái sóng ngày của nó này, sóng 2 tuần này của nó đang là một con sóng uptrend và nhịp điều chỉnh của cái mùa đông crypto này, thì theo mình đến đây là gần như là kết thúc rồi em nhá, kết thúc rồi, và chúng ta chuẩn bị vào một cái mùa uptrend mới em đồng ý không? Và giá đang tiệm cận cái đỉnh 69.400 này em này. Ok rồi thì với cái momentum và cái đà giá đang cái sự FOMO ấy, mình cũng phân tích em là những cái quỹ Bitcoin spot ETF nó đang FOMO, nó đang muốn tích cực, nó gom hàng như vậy ấy, thì có thể là chúng ta sẽ chứng kiến cái lịch sử, cái mà Bitcoin nó sẽ lập đỉnh mới, đỉnh ATH mới sau khi phá cái đỉnh 69.400 này có thể là diễn ra trong nay mai, tương lai gần đấy thôi em ạ. Em nhá, đồng ý không? Còn bây giờ xuống hẳn cái khung ngày em có thể xem rõ hơn này. Đó là gì? Nếu mà xem khung ngày em nhá, xem khung ngày ấy, thì như hôm trước mình bảo là cái sóng uptrend của cái khung daily, khung ngày này nó vẫn là sóng tăng này, em thấy không? Và các cái nhịp mà nó BUS, tức là tiếp dẫn xu hướng này, thì nó phá lên vào hôm trước ở đây này, trong đây mình bảo cái vùng này 63 đến 66 nghìn đô này, nó sẽ có một cái nhịp về đây, sẽ gọi là một vùng cả, và về đây sẽ có một cái nhịp lưỡng lự cho này nhá. Nếu như chẳng hạn như hôm trước ấy, có thể back lại một chút này, sau khi giá nó chạm vùng này, và mình bảo là nếu anh em sau khi vừa BUS cái đỉnh mà 53.000 đô này, ở video cách đây 3 ngày trước ấy, mình bảo là nếu giá về đây này mà dưới H1 mà nó sẽ có mẫu hình chốc, thì em có thể, nếu mà anh em mà chơi ý, thì em có thể sell counter về, và maximum target là đến cái instrument, cái vùng giá 51.000 đô này em nhá. Nhưng mà hôm trước phân tích cái dữ liệu on chain thì là gì, cái lượng mua, cái lực mua của các cái quỹ nó đang cực kỳ là FOMO anh em, cực kỳ giá đang cực kỳ nóng rồi, cho nên là gì, nếu cái momentum đang dựng đứng này, chỗ này mà em chặn đầu chỗ này là em phải chấp nhận rủi ro, là có thể là đặt cược, là nếu mà em chơi thì em đặt 1R chỗ này cũng được, còn em nào mà đầu tư thì em có thể là đợi cái nhịp nó điều chỉnh về em nhá, cái nhịp nó điều chỉnh về và em hold thêm hàng, chứ còn hold thêm chỗ này thì nó cũng không chắc. Ok anh em, thì em có thể xuống H1 đây này, 1 giờ nhá, em có thể xem có mẫu hình chốc không nhá, thì có thể này, để ý này, cái chỗ này này, nếu mà số em chơi hôm trước nhá, thì chỗ này chính là chốc đúng không, đồng ý không? Rồi, và xem giá phần tiếp theo này, đây, nếu mà chốc thì trên đây nó chính là cái instrument của H1 và anh em có thể là enter được đúng không, nhưng mà nó phải đợi nó quét instrument nha em nhá. Đó, rồi và xem là phần tiếp theo này, nếu mà trade thì anh em phải đợi lấy instrument, còn không thì thôi. Đây em nhìn này, cái chỗ đoạn này này nó về đây này, nó có một cái em thấy cái cây nến này nó quét hai đầu phải không, nó quét phát này đúng không, và sau đó nó không có setup đây em nhá, và tiếp tục nó phá một phát nó phi thẳng lên ý, thì có nghĩa là gì, cái vùng này của chúng ta ấy, cái vùng cản này này, cái vùng mà
63.000 cho đến 66.000 này, nó vẫn là một cái vùng cản, nhưng mà nó sẽ không giữ chân được giá em nhá, em thấy không? Và sau đó nó phá thẳng lên tiếp đây này, thì có nghĩa là gì? Nếu mà như hôm trước mình bảo là anh em nào mà bật đặt một lệnh limit này thì có thể em bị dính SL và mất 1R chỗ này. Em sell xuống đúng không? Sell xuống đây. Còn trường hợp mà em xuống H1 anh em CE như vậy mình làm ấy, thì có thể là em chỗ vùng này em không có setup thì thôi, anh em không có bị mất 1R, không bị stop loss. Ok anh em phải không? Đấy, thì túm lại là gì? Là đối với em trade thì em có thể là enter được như vậy nếu có setup, còn trường hợp mà không có setup thì thôi anh em lại đợi giá tiếp tục nó phi thẳng lên. Và đây là cái thời điểm hiện tại này, và khi giá nó tiếp cận cái đỉnh OTAM 2, cái đỉnh 69.400 đô này, và cái cây nến này này em nhìn này, nó 20 mấy giờ qua nó quét dâu này em này, nó quét dâu, và mình nghĩ là gì, có thể là từ bây giờ đến sang tuần tới nhá, Bitcoin nó sẽ tiếp cận cái vùng mà đỉnh 69.200, 69.300 này, em nhá, nó sẽ tiếp cận vùng này và lên đây có thể là nó quét thanh khoản, thì anh em có thể xuống H1, anh em C, anh em sell xuống em nhá. Còn trường hợp mà đối với em là hầu muốn gom thêm hàng ấy, thì có thể là bây giờ ấy anh em lại đợi xem là nếu nó lên tới đây này, nó quét cái đỉnh này này, thì có thể pull back về, và instrument hiện tại nó chuyển dịch lên cái dâu này này, lên cái dâu này, cái vùng giá này, đây cái vùng 57.000 đô rồi này, có thể là đợi về đây em nhá, em hầu thêm hàng tí. Ok anh em, tại sao khung ngày nó vẫn là sóng uptrend mà đúng không? Và lúc đó nhá, lúc đó ấy, thì có thể là cái PUI mà em có thể đợi lệnh để em mua lên lúc này là ở đâu, là có thể cái vùng này, cái vùng giá này em nhá, cái vùng mà 50.900 cho đến 54.800 em này, có thể đợi hẳn về vùng này. Nếu mà vùng này nó về đây nó quét thanh khoản mà nó đồng lên tạo đáy, thì em có thể là cái vùng giá 57.400 này này, em giải thêm 10% lượng tiền của anh em, và anh em có thể trade thì em có thể là canh xuống H1 anh em mua lên và maximum target lên cái đỉnh OTAM 2 này. Ok anh em, còn trường hợp 2 là gì? Là nó sẽ về cái vùng này, vùng 50.900 cho đến 54.000, canh vùng này mua lên cũng vẫn được em nhá. Vùng bên dưới này có setup mua lên, đối với em cả hầu cả trade đều canh vùng này mua lên được. Ok anh em, nhưng mà em để ý này, nếu mà đợt điều chỉnh nó về hẳn cái vùng này thì rơi khoảng tầm 20-21%, thì cũng có thể, mình thấy cũng có thể là hợp lý thôi, sau khi nó chạm cái ô 52 này, cái đỉnh 69.400 này, 6.200, 6.400 này. Ok anh em, thì đấy là một số cái nhận định của mình, anh em có thể đợi ở một trong hai cái vùng giá này, và em có thể là em đợi buy lên tiếp, và em có thể là đối với em là hold đầu tư dài hạn thì em có thể vào một trong hai vùng này để em có thể giải thêm tiền. Ok anh em, đồng ý không? Và cái mùa năm nay em yên tâm đi, cái mùa năm nay mùa uptrend, và khả năng là gì, là Bitcoin như mình vừa vận định nó sẽ lên cái đỉnh 69.000 này, chắc chắn sẽ có một cái lực bán, một lực short bán khống chỗ này này, và một số anh em mà có thể là hold được những cái vùng bên dưới này, cái vùng bên dưới này, cái vùng này này, em lên tới đây em chốt lời thì có thể sẽ một lực bán và sẽ có một điều chỉnh về đây em nhá, cái đỉnh 69.400 này này, chắc chắn em nhá, sẽ có một lực bán và nó sẽ điều chỉnh về đâu, thì có thể mình nghĩ là gì, khả năng một trong hai điều chỉnh về một trong hai vùng này, và về đến ra một trong hai vùng này em có thể là vừa đầu tư vừa trade được, tùy từng cái quan điểm của anh em nhá. Anh em mà ôm mua spot ấy, mua spot em hold dài hạn thì em vào một trong hai vùng này được em nhá, còn trường hợp mà em trade thì canh về vùng này nó quét thanh khoản, em xuống H1 em CI em mua lên, hoặc là về hẳn với vùng XBI này. Ok anh em, còn trường hợp vẫn có thể tính đến trường hợp nó chốc, nó thủng qua cái đáy này, chốc nhá, cái đáy swing high, swing low của cái khung ngày này, cái đáy mà 51.000 đô này, em nhá, vẫn có thể tính đến khả năng chốc ấy của nó, nhưng mà mình nghĩ là sẽ không cao thẳng luôn anh em, thế được chưa anh em? Và mình nghĩ là nếu mà khả năng nó sẽ sau khi chạm cái đỉnh 69.000 đô này sẽ có nhịp nó sideways, nó phân phối và vừa tích lũy luôn, bên phân phối và bên tích lũy chính là cái bên mà các cái quỹ Bitcoin Spot ETF mà chính cái quỹ vừa rồi đấy em ạ, nó đang liên tục nó có lực mua mạnh mà đúng không, kể cả giá gần về đến đỉnh cái đỉnh OTAM 2 này, nhưng mà vẫn có cái dòng tiền dương của nó. Ok, còn cái bên phân phối là gì, cái bên chính là cái bên mà anh em có thể một số các cái công ty hay cá nhân hay cả mập cả voi nó sẽ lên tới đỉnh này, nó không mua được cái vùng bên dưới này và lên tới đây xả hàng em ạ, đấy, hoặc là một số anh em tham gia vào bán khống tức là short đánh future ấy. Ok, họ sẽ nhảy vào cái vùng đỉnh này, họ sẽ nhảy vào họ đâm cái Bitcoin xuống để cho nó họ có lợi đúng không? Thì đây là một số cái nhận định của mình về Bitcoin, và hai cái vùng này anh em phải quan tâm nhá, nhớ là như thế, và cái đỉnh OTAM 2 này, cái đỉnh 69.275 này, trên cái khung ngày thì 69.275, còn đâu trên cái khung 2 tuần ấy, thì có thể là 64.000
69.400 thì có thể cái chỗ này mình kẻ hơi lệch lệch đây này em, chuẩn nhất là cái vùng này. Đây, đúng rồi, 62.000. 62.000 khoảng là 69.300 đi cho nó hợp lý anh em nhá. Ok. Rồi thì đấy là cái view cái nhận định của mình về Bitcoin. Ok anh em nhá. Còn xem thằng Ethereum này. Thằng Ethereum thì hôm nay em thấy này, cái dòng tiền có thể bữa mình nói là nó sẽ đổ vào thằng Ancoin đúng không? Ancoin thì ở đây nó sẽ vào thằng Ethereum trước. Thì em nhìn cái xu hướng chính của cái khung 2 tuần của thằng Ethereum này. Cái sóng chính của nó ấy, em đấy nhá, đang là một con một cái sóng uptrend đúng không anh em? Sóng uptrend đúng không? Và cái đỉnh all time high của nó hôm trước mình nói là rơi khoảng cái đỉnh 4.800 đúng không? 4.800 này đỉnh all time high đúng không anh em? 4.800 gần 4.900. Và cái sóng 2 tuần của nó vẫn là sóng uptrend, và cái nhịp này chính là cái nhịp impar em nhá, nó đẩy sau khi nó pullback cả một đông nó downtrend này em ạ, thì nhịp này nó sẽ tiếp cận. Và như hôm trước mình bảo là gì, một số hôm trước anh em lăn tăn cái vùng này này, cái vùng này cũng hay từ cái PY này này, hai tuần cái vùng giá 3.100 đến 3.500 gần 3.600 này, em bảo cái vùng này liệu có điều chỉnh không, mình bảo là gì, vùng này chắc chắn nó sẽ phản ứng ở dưới lâu tham phê, ví dụ khung ngày hoặc khung H4, nhưng mà đối với mình cái khung này này nó sẽ không là gì cả em nhá, nó sẽ là một cái vùng cản nhỏ nhỏ có một chút này, và sau đó đẩy phát lên. Và cái vùng anh em phải quan tâm nhất là chính là cái vùng này này, cái vùng PI này, cái vùng 3.900-4.800 này, và trong đây có hai vùng refinement của ngày này, cái vùng này này, đầu tiên là cái vùng 3.900-4.155 này này, và từ vùng hai là 3.400-4.492 này, hai vùng này em nhá. Nếu cái vùng này là mình bảo là sẽ có nhịp nhỏ nhỏ, anh em có thể xuống khung ngày em xem kỹ cho rõ ràng, em thấy không, về đây này, trong cái vùng này này, đây là vùng 2 tuần nha, và đây là vùng khung ngày này, đây là PY Extreme với khung ngày đúng không, và về đến đây này nó phản ứng và tiếp tục đẩy một phát lên, vì cái lực mua lúc này đang cực kỳ FOMO mà, vào dòng tiền lúc này chảy vào Ancoin rồi đúng không anh em. Và sau khi nó phá qua cái đỉnh này thì cái chỗ này này, cái khung ngày của nó này, khung ngày của thằng Ethereum này nó đang xuống giảm này, và nhịp này nhịp điều chỉnh cả từ đầu năm trước đến đầu năm nay đúng không anh em. Và đến đây nó phá qua là chính thức là gì, cái khung ngày nó chốc em nhá, chốc này nó chính là chốc của 2 tuần luôn. Nhưng 2 tuần phải đợi đồng nến đã em ạ. Chốc up nha em nha, chốc của khung 2 tuần. À chốc của khung daily, khung ngày. Em thì sao vậy, khung 2 tuần này em để ý này. Khung 2 tuần đây này. Cái chỗ này này em phải đợi là giá 3 ngày 15 giờ nữa đồng nến em nhá. Được chưa? Đồng nến qua thì mới tính là chốc, còn không thì nó chỉ đọc hiện quét thanh khoản thôi. Còn khung ngày nó đã chốc rồi em nhá. Khung ngày này nó đồng nến rồi này. Đồng nến qua này. Đấy, thấy chưa? Ok nha, đồng nến qua này. Đấy thì có nghĩa là gì? Khung ngày đã confirm đảo chiều từ giảm thành tăng rồi. Ok anh em, và chính thức là khung ngày chuyển sang uptrend em nhá. Và cái nhịp mà sóng internal của khung ngày này lúc này coi như là bỏ qua, không có tác dụng gì nữa. Được chưa anh em? Ok, đồng ý không? Mình xóa đi nhá. Và cái initial mới hiện tại của khung ngày này sau khi nó chốc thì nó đang nằm ở vùng này này. Đây. Đây chính là mình sẽ vẽ luôn này. Indicement của khung daily này. D1 nhá. Bây giờ ok anh em, đúng không, ở vùng giá này, vùng này vùng 3.200. Ok anh em nhá. Và cái đấy swing low lúc này của daily này, đây này, đây gọi là swing low này. Low D1 bây giờ này. Ok anh em, đúng không, ở vùng giá 890. Và cái xu hướng này nó kết thúc rồi, thôi bỏ qua nha em nha. Và Ethereum hiện tại nó đang ở vùng này. Ok. 3.200 nhá. Và như mình nói là gì, giá nó sẽ phải về nó tiếp cận cái extreme PY của cái khung 2 tuần counter trend này này. Cái vùng giá 3.900-4.800 này này. Và trong đây sẽ có vùng hai vùng PY của khung ngày refinement. Và có thể kỳ vọng của mình là gì, sau khi nó chạm cái vùng này này em nhá, và sẽ có những điều chỉnh về nó lấy instrument này, cái vùng này, và quét dâu đồng nến qua, anh em có thể mua 10% hoặc 15% lượng tiền mặt của anh em. Nếu anh em mà hold spot, còn anh em chơi chỗ này thì em xuống H1, anh em xe, anh em canh mua lên maximum target lên đỉnh xuống 2 bên trên này. Ok anh em, còn đối với em mà hold thì ôm thẳng lên cái đỉnh 4.800 cho mình, 4.868 này em nhá, ôm thẳng lên. Còn chiều thứ hai là gì, là nếu cái vùng này nó điều chỉnh về cái vùng instrument này không được giá ấy, thì nó sẽ khả năng cao nó điều chỉnh hẳn về đến cái vùng bên dưới này. Đây. Vùng này. Em nhá, vùng 2007-2008 này.
có khả năng nếu mà nó sẽ về đến vùng này thì em cải canh mua lên và vào khoảng 20% tiền mặt em hold, mua thêm hàng sẽ có điều chỉnh, nhưng mà nó điều chỉnh bao nhiêu phần trăm thì không biết. Hoặc chiều thứ ba là gì, là nó tăng tiếp lên cái vùng này và phá qua hai vùng cản này và nó build instrument mới và chuyển dịch lên tới đây và có thể là tiếp cận cái đỉnh swing high này của cấu trúc hai tuần này, hoặc và sau đó mới có những điều chỉnh cụ thể hẳn hoi. Ok anh em, thì đấy là những cái khả năng có thể xảy ra. Và anh em nào mà vào hàng với giá nó đi thẳng một mạch thì anh em có thể vào hàng nó khó đúng không? Thì bây giờ anh em cứ phải đợi những cái nhịp nó điều chỉnh và anh em vào hàng thôi. Nhưng mà thì mình cái kỳ vọng nhất là gì, nó sẽ về vùng 3200 này, nhưng mà khả năng cũng khá là khó anh em nhá. Và mình nghĩ là đây điều chỉnh về đây khoảng tầm 19-20% này. Mà mình nghĩ là gì, khả năng là gì, là nó tiếp tục nó tăng lên tiếp và nó sẽ tiếp cận cái vùng all time high này, cái đỉnh 4800 này, 4800-4900 này, và sẽ có những điều chỉnh nó sweep liquidity và điều chỉnh đợi uptrend, đợi Bitcoin halving xong. Và đến tháng 5 cái hạn kết thúc của cái quỹ Ethereum Spot ETF là 23 tháng 5 năm nay em nhá, sẽ có được xét, tức là Ủy ban Chứng khoán Mỹ Hoa Kỳ nó phê duyệt, nó thông qua hay không thì là lại là một chuyện khác. Nếu mà được thông qua em nhá thì cái dòng tiền nó vào cái Ethereum này còn nữa anh em ạ, đến tháng 5 năm nay này. Ok, thì đấy là một số cái nhận định của mình về thằng Ethereum sắp tới và Bitcoin sắp tới thôi anh em ạ, và một số cái tin tức vĩ mô mà em có thể nắm giữ được. Ok anh em nhá. Rồi thì cái video nhận định của Bitcoin và Ethereum hôm nay đến đây thôi, và mình cũng xin kết thúc video tại đây. Và một số anh em là đang holder hay là đang trader thì cũng cố gắng là nhìn nhận và đưa ra những quan điểm của riêng mình. Còn một số anh em nào mà tham khảo theo cái ý của mình, cái plan của mình ấy, thì em hãy coi đây là một loại tài liệu tham khảo em nhá. Cũng không phải là lời khuyên đầu tư hay là cò mồi siêu siếc gì đâu em ạ. Được chưa anh em? Rồi thì anh em xem video thì nhớ like video giúp mình, và anh em nào mà mới tham gia kênh thì nhớ đăng ký kênh. Ok anh em. Thì cũng cảm ơn anh em đã xem đến giờ phút này, và mình cũng xin kết thúc video tại đây. Và hẹn gặp lại anh em ở những video nhận định sắp tới, và sắp tới có diễn biến như nào thì mình sẽ lại update cập nhật lại cho anh em sau. Ok, bye bye anh em nhá.